ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Rồng rắn xếp hàng mua vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Afghanistan trên sân Thống Nhất vào ngày 1 tháng 6. Chuyện thật như đùa, dùng tiền âm phủ lừa chuyển khoản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Hiện trường xe bán tải cày hàng loạt ô tô. Thảm kịch trong căn nhà nhỏ ở Phú Yên, ba người cùng một gia đình tử vong, gồm vợ, chồng và con gái. Siêu du thuyền 7,5 triệu USD cháy dữ dội khi đang neo đậu. Thái Lan ngừng đếm số ca Covid-19 qua xét nghiệm nhanh. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 29 tháng 5. Sáng nay dù đến 9 giờ mới mở cửa, nhưng ngay từ 6 giờ đã có rất đông người hâm mộ xếp hàng để mua vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan trên sân Thống Nhất vào ngày 1 tháng 6 tới. Người hâm mộ dành mối quan tâm đặc biệt cho trận bóng đang được chờ đợi. Trước cổng chính sân Thống Nhất, dòng người xếp thành hai hàng dài, một hàng từ đường Nguyễn Kim kéo dài qua đường Tân Phước, một hàng từ đường Nguyễn Kim kéo dài qua đường Đào Duy Từ. Trời mỗi lúc mỗi nắng khi mặt trời lên cao, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt được vào bên trong sân mua vé. Mỗi một lượt vào bên trong chỉ có từ 5 đến 10 người được vào xếp hàng mua vé ở hai bàn do ban tổ chức đặt sẵn. Vé có 3 mệnh giá: 150.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Ban tổ chức cho biết có hơn 11.000 vé được bán ra cho trận đấu này, chưa kể một lượng lớn giấy mời được phát hành. Khi mua được vé, người hâm mộ vui mừng, đặc biệt là sau khi phải trải qua 2 đến 3 tiếng đồng hồ xếp hàng chờ mua vé. Số đây 6 rưỡi. Là hôm nay cũng có bị kẹt xe gì không? Hôm nay chủ nhật cũng không khó. Đã, à, không anh đi mình đi với ai? Đi với bà xã, nhưng bà xã chịu không nổi ở ngoài đi hết, mình mua 2 vé. À, lệnh 2 vé thôi. Okay. Liên quan đến một vụ việc đang nóng dư luận quan tâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh trường quốc tế American Academy. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 5. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan vụ em học sinh nữ bị đánh tại trường quốc tế nói trên vào ngày 26 tháng 5. Cụ thể, chị Tê có con hiện đang theo học tại trường cho biết, tuần trước, học sinh được đi dã ngoại tại khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc ăn, con chị Tê giữ ghế cho bạn đi lấy đồ ăn. Sau đó, một học sinh lớp 8 của trường đến muốn lấy cái ghế đó. Lúc này, con chị Tê nói là ghế đó đã có người ngồi rồi. Khi đó, em học sinh lớp 8 kia có nói nặng lời, nhưng con chị Tê không phản ứng. Tuy nhiên sau đó con gái chị Tê đã bị đánh, đấm vào ngực ngay trong trường, giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn. Ba học sinh khác là bạn của con gái chị Tê vào can ngăn, bảo vệ bạn nhưng cũng bị đánh bị thương. Hiện cả bốn em đang có biểu hiện sang chấn tâm lý, hoảng loạn, tức ngực, trên người có vết xước bầm tím. Trong khi đó, tại Nghệ An, cũng liên quan đến vụ việc dư luận quan tâm sau khi hàng chục hố tử thần ở một xã. Sáng ngày 29 tháng 5, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp để kiểm tra thực tế. Ông Trung cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp chỉ đạo các tổ chức cá nhân tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước ngầm của các dự án liên quan trên địa bàn xã Châu Hồng, tăng cường kiểm tra, theo dõi và có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Ông Trung chỉ đạo kiểm tra thực tế hiện trường, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý việc sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp trước ngày 31 tháng 5. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Hình ảnh ghi nhận sau khi sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều trụ sở bị bỏ hoang, biến thành nơi chăn nuôi bò, heo, gà của người dân địa phương. Những khối nhà từng là nơi làm việc đẹp đẽ, giờ hư hỏng nghiêm trọng. Trưa ngày 29 tháng 5, lãnh đạo huyện Trà Bồng xác nhận tình trạng hư hỏng, xuống cấp và nhếch nhác của một số trụ sở làm việc ở huyện Tây Trà cũ sau khi sáp nhập. Đây là vấn đề khó giải quyết đối với địa phương. Theo ghi nhận, toàn bộ những trụ sở của huyện Tây Trà khi sáp nhập nằm ở xã Trà Phong. Hiện nhiều trụ sở bỏ hoang, đóng cửa then cài, cây dại mọc tùm.
Tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tây Trà, cánh cổng rỉ sắt bị mở toang, phía sân cây dại mọc tùm. Nhiều bồn cây cảnh được người dân tận dụng trồng chuối. Bên trong các phòng chức năng, cảnh tượng nhếch nhác khó tin. Phân bò, heo, gà phủ kín sàn nhà từ tầng 1 lên tận tầng 2. Hình ảnh và thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra cái chết của 3 người trong một ngôi nhà tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ba người chết gồm cha, mẹ và con gái. Theo thông tin ban đầu, ba người tử vong trong nhà là ông Nguyễn C, 60 tuổi, vợ ông là bà Lê Thị L, 58 tuổi và con gái là Nguyễn Thị D, 28 tuổi. Hiện trường có nhiều vết máu. Cụ Trần Thị Hiên, 85 tuổi, mẹ của ông C cho biết, cụ ở với vợ chồng ông. Tối qua, cụ đi đám giỗ về muộn, thấy nhà đóng cửa, tắt điện, kêu cửa không thấy mở, nên tưởng vợ chồng con trai đi vắng, cụ nằm ngủ ngoài hiên, không biết trong nhà xảy ra việc gì. Riêng chị Đê, mấy năm qua không sống với chồng mà đưa con gái 3 tuổi về nhà ông C ở. Người chồng cũ của chị Đê thường đến nhà ông C lớn tiếng giành nuôi con. Theo thông tin cập nhật, bé gái 3 tuổi, con của nạn nhân Đê, đang ở nhà ông bà nội cùng khu phố. Nhưng cha đứa bé thì không có mặt tại nhà. Hiện công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ án, truy tìm hung thủ. Thông tin chiêu thức dùng tiền âm phủ lừa chuyển khoản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Liên quan vụ việc này, công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp Ngô Quang Tứ, 31 tuổi, trú tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 5, công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo của chủ cửa hàng điện thoại di động ở xã Thanh Hà bị một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển kiểm soát vào cửa hàng nhờ chuyển dịch vụ với số tiền 40 triệu đồng. Khi vào cửa hàng, đối tượng có mang ra một cọc tiền, bên ngoài kẹp tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ vào ví đặt lên bàn. Lúc này, chủ cửa hàng đã chuyển đủ số tiền 40 triệu đồng vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp. Sau đó, đối tượng để lại ví tiền trên và nói ra xe lấy điện thoại để chụp lại biên lai, gửi cho người nhận. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy người này quay lại, chủ cửa hàng kiểm tra ví thì phát hiện cọc tiền trên đa số là tiền âm phủ. Sau 5 ngày tích cực điều tra, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Liêm đã bắt giữ được Ngô Quang Tứ khi đang lẫn trốn tại một phòng trọ ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bước đầu, Tứ đã khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh khác nhau. Tại Quảng Ninh, lãnh đạo công an thành phố Hạ Long cho biết đang phối hợp điều tra vụ tài xế điều khiển xe bán tải tông liên tiếp gây hư hỏng nặng gần chục chiếc ô tô dừng đậu ven đường tại phường Hùng Thắng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 29 tháng 5. Khi đó, chiếc xe bán tải màu trắng mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh đâm liên tiếp vào một loạt xe ô tô đang đổ tại điểm đổ bên đường thuộc địa phận tổ 7, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Sau tai nạn, có gần chục chiếc ô tô đổ bên đường bị hư hỏng nặng, còn tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng ngày 29 tháng 5, các tài xế lưu thông trên cầu Bình Phước phát hiện một nam thanh niên nằm chết giữa cầu, xe máy đè lên thi thể. Nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu và công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, công an nhận định nạn nhân chạy xe máy vào làn ô tô, tông đuôi một phương tiện có kích cỡ lớn. Sau va chạm, chiếc xe liên quan đã rời đi, còn nạn nhân nằm chết ở hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Phù Anh S, 26 tuổi, quê Ninh Thuận. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, triệt phá đường dây mua bán hổ để nấu cao bán kiếm lời. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang ông Đỗ Văn Lấn, 48 tuổi, ở thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, đang cùng một số người chuẩn bị xẻ thịt một con hổ tại nhà để nấu cao. Tại hiện trường, công an thu giữ một con hổ nặng 145 kg đã chết, được bảo quản dạng đông lạnh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm Lấn, công an thu giữ thêm 5 kg xương động vật, 36 miếng cao động vật thành phẩm, 6 nanh vuốt động vật và nhiều dụng cụ dùng để nấu cao. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Đỗ Văn Lấn và vợ là bà Nguyễn Thị Oanh khai nhận mua con hổ này với giá 130 triệu đồng của một người đàn ông không quen biết để nấu cao bán kiếm lời. Mở rộng điều tra vụ án, công an đã làm rõ người bán con hổ cho ông Lấn là ông Hoàng Văn Hiến, 48 tuổi, ở thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.
Sau cơn mưa lớn như trút nước vào chiều ngày 29 tháng 5, nhiều tuyến phố, đường ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, xã Đàn, quận Đống Đa, nhiều người dân phải dắt xe do nước ngập quá bánh xe. Đến 16 giờ cùng ngày, nước ngập sâu khoảng 20cm, nhiều người phải dắt xe lên vỉa hè để tránh xe chết máy do ảnh hưởng của cơn mưa lớn. Tại khu vực Phạm Ngọc Thạch, một số công nhân của công ty thoát nước Hà Nội đã có mặt để đặt biển cảnh báo, điều hướng phương tiện và nhắc người dân dắt xe đi qua chỗ ngập sâu hoặc quay đầu lại đi tuyến đường khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến mưa to trong chiều ngày 29 tháng 5. Lượng mưa đo được trong 2 giờ vừa qua từ 20 đến 60mm, tập trung tại khu vực các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Cảnh báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin Thái Lan ngừng đếm số ca Covid-19 qua xét nghiệm nhanh. Thay vào đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan dự kiến chỉ báo các ca phải nhập viện điều trị. Trung tâm xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan cho biết, thay đổi này là do hầu hết người nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và điều trị tại nhà. Các cơ quan y tế sẽ thảo luận các cách ghi nhận số ca nhiễm mới sau khi bỏ kết quả xét nghiệm nhanh. Cơ quan chức năng muốn tập trung vào các trường hợp nhập viện và nhấn mạnh việc thay đổi cách ghi nhận số ca sẽ không ảnh hưởng đến công tác theo dõi dịch. Ngày 29 tháng 5, Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này ghi nhận thêm 3.649 ca mắc COVID-19 mới và 24 ca tử vong, giảm so với 4.488 ca bệnh và 38 ca tử vong của ngày trước đó. Thái Lan đang nới lỏng các biện pháp chống dịch. Nước này mới đây đã đề xuất bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại một số khu vực và điều chỉnh các quy định vào giữa tháng 6 năm 2022. Các nhóm người có nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai vẫn được khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi đông người. Dù vậy, một số chuyên gia Thái Lan vẫn cho rằng mọi người nên tiếp tục đeo khẩu trang. Tại Anh, một cháu bé đang đi cùng mẹ ở Kent bất ngờ ngã xuống cống thoát nước sâu gần 2 mét. Người mẹ lao tới cố giữ con lại nhưng bất thành. Cháu bé được đưa tới bệnh viện bị thương nhẹ, may mắn không bị gãy xương. Nhiều người bình luận về sự bất cẩn của người mẹ nhưng cũng khen ngợi vì đã bất chấp nguy hiểm lao xuống cống để cứu con. Cũng tại Anh, một chiếc siêu du thuyền trị giá đến 7,5 triệu đô la Mỹ trong lúc đang neo đậu ở phía tây nam nước Anh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào ngày 28 tháng 5. Những đám khói đen khổng lồ và khí độc bay lên bầu trời khiến nhiều người lo ngại. Lực lượng cứu hộ tập trung vào khống chế khoảng 8.000 lít dầu diesel có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo cảnh sát, không có ai bị thương trong vụ cháy, chủ nhân của chiếc siêu du thuyền cũng không được tiết lộ. Hình ảnh thành phố 1.500 năm tuổi giữa rừng vẫn giữ được hình hài. Đó là thành phố có tên Sio, trong tiếng Maya có nghĩa là tinh thần của con người, từng là nơi cư trú của hơn 4.000 người, trong đó có các linh mục, thầy thông giáo, chức sắc và dân thường. Những dấu vết đầu tiên được phát hiện cách đây 4 năm. Xuất hiện từ năm 2000 trước công nguyên, nhiều công trình ấn tượng của người Maya vẫn còn tồn tại trong các khu rừng ở phía đông nam Mexico, Guatemala, Belize và phía tây Honduras. Trong thời kỳ đầu công nguyên, hàng loạt nhà nước, quốc gia của người Maya được thành lập và phát triển rực rỡ đa dạng. Tuy nhiên, đại đa số các quốc gia này lần lượt diệt vong một cách bí ẩn và gần như biến mất hoàn toàn vào thế kỷ thứ 10. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo dự báo, đêm 29 tháng 5, ở hai khu vực này, lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có mưa to, lượng mưa trên 70mm. Người dân cần tiếp tục theo dõi mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 6. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối, trong khi đó cũng từ đêm 29 tháng 5 đến đêm 30 tháng 5, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi lượng mưa rất to, phổ biến từ 60 đến 100mm một đợt, có nơi trên 120mm một đợt. Ở Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cục bộ có mưa to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, người dân cần chú ý cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Đêm 29 tháng 5, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông,
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.